Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Baker. Em coi mic đồ có mở ở trên, nó có nhận mic chưa? Nhận rồi, đúng không? Rồi, hôm nay quay xe khác nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em các mẫu xe chỉ từ 38 triệu nha anh em. 38 triệu, xe đẹp, xe ngon, xe có bảo hành, bảo trì rồi đầy đủ luôn anh em ha. Thì lỡ quay từ đầu vô rồi. Thì chiếc này cọc rồi ha. Chiếc này cọc rồi, chỉ còn Z8, CB300. Quay Z3 cho anh em nè. Đây mình còn con Z3 2018 đời cao nè. Xe cũng đẹp lắm, xe đẹp can lắm anh em. À, chỉ có 71 triệu thôi, hai chìa khóa đầy đủ, chờ sáng đồ đầy đủ luôn. À, để quay sơ cho anh em coi anh em nào thích. Lên đèn led đồ đầy đủ nha anh em. Đó, chờ sáng đèn led đồ đầy đủ. Máy zin nha anh em. 2018 đời cao, Z3 đa số 2016 2017 là nhiều. Xe này biển số thành phố nguyên cái màu đen luôn. Nó không phải bóng mà nó là đen đen nhám nhám anh em, đen đen của 2018 á. Đó, quay cho anh em coi cục máy nè. Biển số Sài Gòn luôn nha anh em. Tay con, tay thắng màu đẹp hết, quay cục máy nè, cục máy mới tinh luôn. Này đây đây. Đây. Những xe Z300 này á đó là nó ok lắm nha, ngon lắm anh em. Đó. Thì nếu nào thích Z300 thì cứ liên hệ mình. Giá em nói chỉ là 71 triệu thôi. Xe này là mới bảo hành đầy đủ luôn nha anh em. Vệ sinh rồi xong rồi thay bộ dáng cũ mới nè. Thay bộ dáng cũ mới. Rồi nói chung là bên mình bảo hành đồ đầy đủ hết luôn rồi cho anh em. Mỗi anh em về chỉ cần chạy thôi. Xe có chắn bùng, chở sáng, chống đổ mà đầy đủ rồi. Rồi thôi bây giờ khỏi tốn thời gian của anh em, thì mình sẽ qua cái mẫu xe giá rẻ cho anh em ha. Đó là một chiếc hai chiếc một cặp R15 này trước. Đây là R15 V3. Mẫu này là 2018 2019 màu đen thuộc vàng. Đó, và con bên đây con này bảo hành bảo dưỡng đầy đủ luôn nha. Chủ xe vừa qua bảo hành bảo dưỡng mình, chủ xe bảo dưỡng xong qua thấy xe phân khối lớn đẹp quá nên chủ xe đổi lên xe khác cho nên nó dư ra. Thì em này là 12.000 cây, biển số Sài Gòn, 38 triệu đó. Rồi xe có chống đổ nè, em quay gần gần cho anh em coi. Chống đổ xi nhan nè, bảo trì bảo dưỡng thay nhớt hết luôn nha anh em. Đó, chủ hơi bị có tâm luôn nha anh em. Vỏ rồi còn mới luôn nha. Đó, xe này mà xuống xe này mà không quay đồng hồ nói anh em 6-7 ngàn là anh em cũng tin nữa. Đó, vỏ nè, con bên đây là 6 ngàn nè, 5 ngàn mấy, 6 ngàn nè. Đó thì nó chắc xe ngang nhau luôn, tại xe này bảo dưỡng kỹ. Đó. Thì xe này có chắn bùn nè ha, có cái chắn bùn, rồi bảo vệ các nước, bảo vệ các nước xi nhan. Rồi hai chìa khóa đầy đủ luôn anh em. 12.000 cây thay nhớt, rồi thay chắn cổ rồi đầy đủ cho anh em, hai chìa khóa đầy đủ anh em về anh em chỉ chơi thôi. Xe nè sơn bóng loáng luôn nè, nước sơn bóng nè, quay gần nha cho anh em, em quay vòng qua nó cho anh em thấy sơn bóng đó. Có giá đỡ điện thoại luôn nè anh em. Đó, xe biển số Sài Gòn 59H2 nha anh em. Rồi vỏ sau nè anh em, mới tinh luôn. Đó, đồ còn ken hết luôn. Nói chung là xe này chủ đi rất là kỹ. Đó, tại ảnh qua mình là ảnh nhờ mình thay bộ chán cổ mới cho nó mượt, rồi thay nhớt, rồi anh thấy xe phân khối lớn rồi anh quyết định anh đổi luôn. Đó, 38 triệu rồi, em này là 40 nè anh em. Em này chỉ có 40 nè. Em này thì đi ít hơn, để mình mở lên mình coi coi. Em này một chủ mua mới luôn nha anh em. 6.400 nha anh em, 6.400, em này mình bán 40 triệu thì em này cũng có chống đổ nhưng mà chống đổ không xịn bằng chống đổ Z1000 bên đây. Chống đổ bảo vệ ti phuộc nè, em quay từng cái anh đọc. Kính chắn gió nè ha. Chắn kính nè, đó anh em thấy chưa? Bảo vệ phía trước nè, bảo vệ ti phuộc nè, bảo vệ các nước nè. Đó, đầy đủ anh thấy mở đồ không? Rồi gương gù nè. Rồi chống đổ nè. Rồi chắn bùn nè, ốc bên nâng nè, con ốc bên nâng màu vàng vàng nè mà mình đang nâng xe cho anh em dễ chú ý luôn. Rồi bình dầu nè, đó đẹp không, đồ đẹp. Rồi ốp bình xăng nè, ốp trên ốp dưới nè. Xe này hầu như là chùm mền nha anh em. Đó, xe rất là đẹp, chùm mền luôn, cực kỳ đẹp. Xe anh em coi chiếc xe mà đi ít á, nước sơn đồ nó còn bóng, nó còn mới lắm. Mình đi ít, mình ít sử dụng, mình ít chạy nè. Đặc biệt là cái vỏ zin, cái vỏ zin anh em có để ý không? Đây là vỏ zin của R15 V3 nha anh em. Vỏ zin khi anh em đập thùng mua mới. Đó, dĩa là mới tinh luôn. Quay cái này qua cho anh em xem. Đó, khi anh em đập thùng mua mới nè, sáng không, ốc còn sáng mới luôn. Đó, xe lướt đúng chuẩn là xe lướt luôn nha. Đó, cái vỏ bên đây nè, nhiều khi chủ người ta đi đường thành phố, người ta không đi ổ gà, vỏ nó vẫn còn mới, là vỏ zin của R15 V3 luôn. Em ngồi lên R15 V3 cho anh em. Đối với những anh em có chiều cao khoảng 1m6, 1m62, 1m65 được đổ xuống nè, mình ngồi thử nè.
đó, thoải mái và ok nha anh em. Đó, xe này chỉ có chở người yêu thì người yêu khó mặc đồ nha anh em. Mình đã review rồi, review kỹ càng cho anh em. Khi mà R15V3 chở người yêu thì người yêu khó mặc đồ. À, mặc đồ thể thao thì được, chứ mặc đầm mặc váy là chạy là váy nó bay tung tăng luôn trên hè phố. Rồi, rồi cảm ơn em ha. Rồi. Ở đây là R15V3 rồi xong mới ra R15M. R15M thì bên mình bán rồi. Đó, bên mình bán rồi. Thì tiếp. Tiếp theo là hai con này là đủ không anh em? Anh em đủ thông tin rồi ha. Thì xe anh em cứ qua shop hoặc là xe tại nó cũng đẹp lắm rồi, mình cũng quay kỹ cho anh em rồi chứ không quay thiếu gì đâu. Rồi tiếp theo, anh em mà thích Honda, Honda ABS mà giá rẻ thì đây có đây, đây là mẫu 22 2022, còn bên đây là mẫu 2023. Anh em nào mà đi mua xe mới thì nhớ nghĩ em này nha. Bi mở cái bóng đèn này lên giùm anh. Anh em nào mua xe mới á, thì nhớ nghĩ em này. Em này chỉ mới 600 cây, mới mua từ hãng về, chưa có rô đai xong luôn. Em này là 2023 nè, mới mua nè. Còn em này là 2022 thì em này mình sẽ bán anh em 50 mấy triệu, còn em này là hơn 50 chút xíu thôi ha anh em ha. Đó, anh em nhớ tham khảo nha. Đó, hai em này anh em qua là sẽ có giá tốt cho anh em. Em quay kỹ em này thì hai em này như mới thôi. Đặc biệt em này là có chống đổ xi nhan nè. Đó, xi nhan nè, đó, đẹp không? Đẹp chưa anh em? Chống đổ nè. Chống đổ rất là chắc chắn nha anh em. Chống đổ con này mắc hơn chống đổ R15 nha. Chống đổ xi nhan, có cái móc keo đổ nè. Thì xe nó như mới luôn anh em, bóng loáng đẹp luôn. Đó, mình sẽ gọi em này là 59M2, em kia là 59C4. Đó, 59M2, 59C4. Em này 2022, em kia 2023 nha anh em. Cái này có bảo vệ các nước nè anh em. Tem kiểm định còn đủ nè. Đó. Em này khoảng tầm 46 cây một lít nha anh em, 46 đến 48 cây một lít. 40 mấy cây một lít đó, nói là chung vậy tùy anh em chạy. Còn em này thì quá mới, nó chỉ em chỉ lên cái yên giắc nè. Cái này là đồ gì để làm gì em? Em biết không? Cho kiểu hồi sáu vậy. Vậy hả? Dịnh vậy hả? Phải không? Dịnh. Này chủ xe mới lên cái này. Rồi lên cái lá cờ Việt Nam hả? Đi bỏ hay gì? Có các nước không ta? Chưa, xe này chưa có bảo vệ các nước tại xe rất là mới. Anh em nào mua xe mới thì nghĩ qua em này tiết kiệm được mười mấy hai chục triệu nha anh em. Như xe mới luôn nha anh em. Anh em qua mà anh em thấy cũ là mình nghỉ chơi anh em luôn. Đó. Thì con này mét 6 ngồi, MBB ngồi manh con này cái. Con này mét 6 ngồi cũng rất là ok. Nó là Sport City anh em. Sport City nó sẽ cao hơn con R15 chút xíu cho nên anh em đi nó sẽ hơi thoải mái hơn nha. Nó sẽ thoải mái hơn R15 và nó có ABS trước và sau. Và phục upside down cũng nó rất là xịn. Đó, mét 6 ngồi nè anh em, hai chân nè. Bi cái này mét 62 rồi nè, hai chân nè anh em. Thấy hai chân không? Đó, anh em nhìn quay kỹ. Nó rất là đẹp, ok, thoải mái. Rồi xong, cảm ơn em. Đó, anh em coi ngắm hết rồi ha. Rồi rất là tuyệt vời. Thì đối với con này và với con R15V3, em quay xa xa ra để cho anh em ngắm được cái con này với con R15V3. Thì nếu như mà anh em thích Yamaha, anh em thích kiểu dáng mà gọi là bự bự xíu á, thì mình sẽ chọn R15V3. Rồi giá bây giờ nó cũng rẻ anh em, thấy không? Ba mấy bốn chục là có xe rồi. Mà xe đẹp nha anh em, xe mình bán xe đẹp chứ xe mà nát quá thì mình cũng không có mua bán cho anh em đâu, tội lỗi lắm. Bên mình bán xe thì nói chung xe cũ thì đương nhiên nó sẽ có những cái lỗi vặt, cái lỗi nhỏ, nhưng mà bên mình bán xe là bên mình làm hết, nói chung là làm con xe đẹp nhất có thể, y như xe mới cho anh em. Và bên mình vẫn có bảo hành cho anh em, cho nên anh em cứ yên tâm mà chơi. Và những anh em mà mua xe chỗ khác qua mình, bên mình vẫn hỗ trợ sửa xe thay nhớt làm cho anh em nha anh em. Đó, mà phải tùy thuộc thời gian, tại vì mình lúc nào cũng phải ưu tiên cho xe cũ bên mình trước anh em, rồi xe của anh em thì mình làm sao đó. Rồi đối với anh em mà chi phí thấp mà muốn chơi đầu tiên mà tiết kiệm, em này cũng tiết kiệm lắm nha. Máy VVA cam biến thiên thì nó tiết kiệm xăng nhớt. Cái em này á, thay nhớt một lần chỉ 850ml thôi, và thay luôn cái lọc chỉ có mấy chục ngàn thôi, dưới 50 ngàn, 60 ngàn thì mình thay một lít, còn mình không thay lọc thì thôi, cứ hai lần thay nhớt thay lọc một lần. Nói chung em này cũng rất là bền, nói chung mình phải đi đúng cấp nhớt. Hồi đó giờ xe bên mình khách đi á mấy năm trời rồi mà đi đúng nhớt á, xe nó bền lắm, nó không có hư mấy đồ đâu, nó bền cực kỳ bền. Còn cái em này á thì nó không có lọc, anh em thay một lần là thay một lít mốt, một lít mốt hoặc là lít hai, đừng có đổ một lít nha anh em. Một lít thì nó ít quá, đi nó sẽ hơi xào xào. Lít mốt thôi, lít mốt là được, lít mốt là chuẩn đó. Và em này nó không có lọc nha, lọc của nó là lọc ở trong, lọc sắt giống như Win nó ít á, nói chung là không có cần tháo vệ sinh đâu anh em. Nói chung là nó thiết kế kiểu khác. Và cái em này thì đi máy nó sẽ êm hơn, máy nó êm hơn chút xíu đó. Quên cho anh em nghe tiếng máy.
ví dụ cho anh em nghe tiếng máy ha, anh em sẽ nhận xét máy giữa R15 với lại CBR. Thì R15 ga đậu sẽ mạnh hơn chút xíu nha anh em, theo mình, quan điểm cá nhân của mình đánh giá là vậy. Thời buổi bây giờ anh em nói đánh giá phải nói quan điểm cá nhân thôi à, chứ mà mình nói chung chung là người ta bắt bẻ. Mà thực chất cái kinh nghiệm chơi xe của mình cũng rất là lâu rồi, và xe nào mình cũng rờ chạm rã ráp, nói chung là ngán luôn anh em đó. Cái máy VVA ở lúc nào nó cũng đánh to hơn chút xíu đó, nhưng mà nó tiết kiệm xăng lại mạnh hơn nha. Mình phải khẳng định là R15 thì nó mạnh hơn CBR nhỉnh sơn xíu. Còn các dòng 150 thì nó ná nhau thôi nè, nó chỉ có 150 phân khối thì nó ná nhau thôi, nó không có chênh lệch nhiều, thì nó nhỉnh hơn xíu thôi đó. Rồi đó là về R15. Giờ mình sẽ cho anh em nghe con CBR. Thì lâu quá không mở con này lên, chắc cho anh em nghe tiếng con 600 cây đi. Ở con CBR nó không có công tắc khẩn cấp giống như R15 nha anh em. Đó, máy này sẽ êm hơn, anh em có cảm giác điều đó không? Để mình qua gần cây bô, nó sẽ êm hơn, êm ái hơn. Nó sẽ êm ái hơn. Mà công nhận em này mới nó mượt ghê, nó sẽ êm ái hơn nhiều. Và cái kiểu này giống 250, kiểu này cũng khá là đẹp anh em. Mình thấy cái con CBR đời này ra cũng khá là đẹp. Đó, êm lắm, êm ru à. Em rất là đã. Xe nào cũng mới và đẹp hết anh em thấy không? Coi clip mình là anh em ghiền luôn. Tại mình tuyển không à. Và nếu mà để tuyển gì thì xe rất là ít anh em. Hầu như mình lấy cái sự nổi tiếng trên YouTube và TikTok của mình á, để cho anh em để xe về. Đó, giống như chiếc 500R này đã có khách mua và chưa có biển số luôn. Người ta nói á, để cho mình bởi vì quý cái tình cảm, coi xem clip mình rồi tìm hiểu xe thôi. Chứ thực chất á, người ta để cho ai cũng được, người ta ai cũng mua được, nhưng mà người ta chỉ để cho mình xe chưa biển số, người ta đã lụm rồi đó. Đó là cái tình cảm mà anh em trân quý cho mình. Đó, còn đây cũng là xe của một người anh em để lại cho mình. Đó, thì trước người anh em này đưa xe cho mình thì để lâu quá anh em, nhất là những bộ phận xe chén cổ rồi dây con rồi này nọ, anh em phải coi kỹ, tại để lâu mấy cái đó nó không có còn mượt, bắt buộc mình về phải thay. Bây giờ ảnh đem qua, ok, xe anh thì máy ngon, máy mới, nhưng mà những cái bộ phận bên ngoài như vậy á, nó đã hao mòn theo thời gian. Nếu như anh chấp nhận xe ra mỗi người một chút, em thay chén cổ, em thay dây con lại cho nó mới, cho anh em sau người ta đi về người ta không phải sửa bất cứ cái gì và người ta đi ngon, cảm giác giống như một con xe mới, nó không được mới nhưng mà cũng phải được 90-95% đó. Mình về mình làm lại hết là đó, mình thay chén cổ mới, dây con nhẹ đó. Những cái xe mà để lâu á là anh em lưu ý mấy điều đó. Để lâu thì có gì đâu, vỏ nè ha, vỏ nè, chén cổ nè, dây côn nè, dây thắng nè, bố thắng nè, rồi nhớt nhau, lọc nhớt nè, vậy thôi. Và rửa sạch sẽ bên trong vậy thôi. Mấy xe này mình rửa sạch sẽ, mình tháo hết, rửa sạch sẽ bên trong cho anh em. Thì đó, anh em mua xe bên mình là được cái lợi đó. Được một người nói chung là cũng không có kinh nghiệm lắm này, thì nói mình có kinh nghiệm nhiều thì anh em nói, thì nói là cuộc sống của mình gắn liền với xe thì anh em hiểu rồi. Tối thì ngồi dựng clip về xe, coi clip xe, mở mắt ra tiếp khách về xe, rồi sửa xe, rồi cuộc sống mình 24 giờ chỉ có 4 tiếng ngủ thôi. Nhiều khi mình ngủ mình còn nằm mơ thấy xe đó. Thì mỗi ngày á, xe nó trong cái cuộc sống mình là xe không à. Cho nên không ít thì nhiều thì mình cũng biết nhiều. Nói chung là mình khiêm tốn thì mình cũng biết nhiều đó. Cho nên về mấy cái xe anh em đi á, anh em thấy đã không? Anh em mua xe bên mình là chưa có anh em nào phàn nàn có điều gì. Thậm chí mà anh em đi là những cái lỗi bặt bặt như bơm bánh xe đồ, canh dầu đồ, mình làm miễn phí cho anh em luôn. Và trừ khi anh em thay vỏ thay đồ thì lấy tiền thôi, thì mấy cái đó thay là chắc chắn là phải lấy. Anh em đi đâu ha mòn, xe mới anh em mua về anh em chạy cũng hư, mà huống chi mình xe cũ đó. Nhưng mà mình có nghĩa là trong cái bản thân mình á, luôn làm những cái gì hoàn hảo chỉnh chu nhất có thể đến cho anh em. Rồi xong cái clip này vậy là xong rồi ha. Rồi clip sau thì mình sẽ quay về cái hiện tại luật sang tên đổi biển số sẽ như thế nào và nó làm sao, thì clip sau mình sẽ quay cho anh em sau cái clip này. Ok, cắt.